Sao mày đi vô gì? SC hả? Ồn hơn xe tao luôn á. Ồn vậy. Xe tao cũng bị hợp, cứ lên vô là hợp à. Ờ, nhưng mà tại vì còn muốn về Vin á nên là cũng không đi map lại chi mất công. Chào anh em, đây là video ghi lại mình và người bạn đi dạo phố lần cuối trước khi Sài Gòn bước vào giãn cách toàn xã hội trong vòng 15 ngày. Mời anh em theo dõi. Đi lên phố đi bộ một vòng rồi về. Mà ướt gì? Ướt sport hả? À? Ướt sport hả hay ướt gì? Adventure. À. Con nó lực thơ rồi luôn, máy boxer. Cha đó là dễ bị kích động bởi cái tiếng căng ga lắm. nghe căng ga chạy luôn. Vậy nó mới vừa. Tại nó vàng vàng đỏ đỏ hộp xe thôi dán luôn. Đi kế xe quỷ này nó ồn, mình không nghe được xe mình luôn. Á, đi kế xe mày, tao không nghe được xe tao luôn.
Trong khi tao đã nghĩ xe tao ồn lắm rồi. Dã man thiệt. Giờ dân đổ ra đứng mà đi cái bo này nó lớn quá TFX này 150 con có mà đi cái bo còn giữ hơn mình á, đi kế nó không nghe được gì khác, không nghe được xe mình luôn. Vậy nè, chạy tình ta nói xe mày chạy nhanh tao tưởng không có lớn, sợ quá.